Ok, hôm nay là chiều thứ bảy, 5:30 chiều, trận kế tiếp sẽ là anh Khánh đứng với anh Sĩ. Bên kia là có anh Phú và anh Hiển, Phú Sa Phong, và bên này là Khánh Sa Phong. Khánh Phong phải không Khánh? Bên Hiển và Phú chấp lại một game. Ok, enjoy. Thank you.
Thank you.
xăng thống nhất đúng không? Đây
Yeah.
Go!
voi. Thank you.
Thank you.
No, no.
speak.